Trẻ em với sự tò mò và sáng tạo vô tận vốn đã mang trong mình những tố chất cần thiết để trở thành một nhà khoa học. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng tinh thần khoa học cho các em ngay từ trong nhà trường? Đó chính là câu hỏi được đặt ra trong mô hình STEM, mô hình giáo dục kết hợp 4 lĩnh vực cần thiết để làm chủ khoa học công nghệ trong kỷ nguyên hiện đại. Đó là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Vậy mô hình này là gì? Chúng ta có thể rút ra được kinh nghiệm gì từ mô hình này? Đó là những câu hỏi sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây, như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. STEM, mô hình giáo dục của thời đại mới. Một số mô hình STEM ở khu vực thành thị. Những nỗ lực triển khai STEM tại Việt Nam. Triển vọng ứng dụng mô hình STEM ở khu vực nông thôn. Trước tiên, để có được cái nhìn trực quan về mô hình giáo dục STEM, mời quý vị và các bạn đến với một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ khoa học thực hành đang được triển khai thử nghiệm tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ khoa học tại trường trung học Tạ Quang Bửu, tuy trông giống như một lớp học thủ công, nhưng thực chất đây lại là một buổi học khám phá khoa học của các em với nội dung tìm hiểu về đường đi của mặt trời. Khác với các tiết học bình thường, tại đây các em học sinh được tự đọc sách, tự nghiên cứu và làm sản phẩm. Quan trọng nhất là các em được cung cấp những kiến thức thực tế, ứng dụng trong thực hành để cải tiến sản phẩm. Qua cái quá trình học tập như thế thì các con vừa nắm được kiến thức về mặt lý thuyết và các con nắm được các cái thao tác về kỹ thuật thực hành, cũng như là các con có được cái niềm đam mê sáng tạo, được sáng tạo không ngừng, không ai cản trở các con sáng tạo và làm được cái sản phẩm càng mới, càng đẹp, càng ấn tượng thì các cô đánh giá càng cao. Như vậy là các con rất là thích những cái giờ sáng tạo như vậy. Về cơ bản, mô hình câu lạc bộ này được ứng dụng dựa theo một mô hình giáo dục có tên gọi là STEM, với mục đích tạo cơ hội cho các em học sinh có thể ứng dụng trực tiếp những kiến thức khoa học mà mình được học vào thực tiễn thông qua các mô hình lắp ráp. Vậy STEM là gì? Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau,